Chào mừng các em đến với kênh thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn tiếng Việt lớp 4, tuần 24, trang 57-58, luyện từ và câu, câu kể ai là gì. Một La Mã nhận xét, một nhỏ đọc đoạn văn sau. Hôm ấy, cô giáo dẫn một bạn gái vào lớp và nói với chúng tôi: "Đây là Diệu Chi, bạn mới của lớp ta. Bạn Diệu Chi là học sinh cũ của trường tiểu học Thành Công. Bạn ấy là một họa sĩ nhỏ đấy, các em hãy làm quen với nhau đi." Cả lớp tôi vỗ tay rào rào đón chào người bạn mới. Diệu Chi bẽn lẽn gật đầu chào lại. Tiếp theo câu 2, trong 3 câu in nghiêng ở trên, những câu nào dùng để giới thiệu, câu nào nêu nhận định về bạn Diệu Chi? Thì ở đây nhận định là như thế nào và giới thiệu là như thế nào? Thì nhận định tức là chúng ta sẽ đưa ra cái ý kiến nhận xét đánh giá về một ai đó hoặc là một vấn đề nào đó. Còn giới thiệu tức là cho biết một vài thông tin cần thiết như là tên, tuổi, địa chỉ về một người nào đó cho người khác biết. Thì các em thấy ở đây, hai câu in nghiêng này, câu mà dùng để giới thiệu đó là đây là Diệu Chi, bạn mới của lớp ta. Bạn Diệu Chi là một sinh trường cũ của trường tiểu học Thành Công. Thì rõ ràng ở đây, câu in nghiêng này cho biết vài cái thông tin của bạn Diệu Chi. Đó là bạn là bạn mới của lớp ta, bạn là một học sinh cũ của trường tiểu học Thành Công. Như vậy thì đây là giới thiệu về, câu này là câu dùng để giới thiệu. Còn câu dùng để nhận định đó là bạn ấy là một họa sĩ nhỏ đấy. Thì các em thấy nhận định tức là đưa ra ý kiến nhận xét đánh giá về một ai đó hoặc về một vấn đề nào đó. Thì câu bạn ấy là một họa sĩ đấy là một câu nhận định. Như vậy thì câu số 2 này các em sẽ trả lời như sau. Các câu dùng để giới thiệu đó là đây là Diệu Chi, bạn mới của lớp ta. Bạn Diệu Chi là học sinh cũ của trường tiểu học Thành Công. Rồi câu dùng để nhận định đó là bạn ấy là họa sĩ nhỏ đấy. Rồi tiếp theo câu số 3. Trong các câu trên bộ phận nào trả lời cho câu hỏi ai, cái gì, con gì? Bộ phận nào trả lời cho câu hỏi là gì, là ai, là con gì? Thì các em sẽ phân tích các thành phần của câu. Tức là ở đây, trong các câu trên, bộ phận nào trả lời cho câu hỏi ai, cái gì, con gì? Và bộ phận nào trả lời câu hỏi là gì, là ai, con gì? Tức là chúng ta sẽ phân tích các thành phần trong câu. Thì các em thấy ở đây câu đầu tiên, đây là Diệu Chi, bạn mới của lớp ta. Thì các em thấy ở đây, bộ phận trả lời cho câu hỏi ai, cái gì, con gì đó là đây là đây, tức là bộ phận trả lời câu hỏi ai, cái gì. Còn cái bộ phận mà trả lời câu hỏi là gì, là ai, con gì đó là Diệu Chi, bạn mới của lớp ta. Rồi tiếp theo, câu tiếp theo, bạn Diệu Chi là học sinh cũ của trường tiểu học Thành Công. Thì các em thấy ở câu này, bộ phận trả lời cho câu hỏi ai, cái gì, con gì? Đó là Diệu Chi, tức là Diệu Chi. Rồi là học sinh cũ của trường tiểu học Thành Công. Thì đây là bộ phận trả lời câu hỏi là gì, là ai, là con gì? Rồi tiếp theo, bạn ấy là một họa sĩ nhỏ đấy. Thì bạn ấy ở đây, em thấy từ bạn ấy ở đây là bộ phận trả lời câu hỏi ai, cái gì, con gì. Rồi là một họa sĩ nhỏ đấy thì đây là bộ phận trả lời câu hỏi là gì, là ai, là con gì. Rồi như vậy thì các em sẽ trình bày lại như sau. Câu đầu tiên, đây là bộ phận trả lời câu hỏi ai, cái gì, là đây. Bộ phận trả lời câu hỏi là gì, là ai, là con gì, là Diệu Chi, bạn mới của chúng ta.
Rồi tiếp theo câu tiếp theo, diệu chi, bộ phận trả lời câu hỏi ai cái gì con gì là diệu chi, còn bộ phận trả lời câu hỏi là gì là ai là con gì, tức là học sinh cũ của trường tiểu học Thành Công. Rồi câu thứ ba, bộ phận trả lời câu hỏi ai cái gì con gì ở đây là bạn ấy, và bộ phận trả lời câu hỏi là gì là ai là con gì thì đây là một họa sĩ nhỏ đấy. Rồi tiếp theo câu số 4, kiểu câu trên khác hai kiểu câu đã học, ai làm gì, ai thế nào, ở chỗ nào? Thì các em sẽ xét về cái sự khác biệt trên hai mặt, thứ nhất là về cấu tạo và ý nghĩa. Thì các em thấy về mặt ý nghĩa, thì câu kể ai làm gì cho ta thấy rõ những cái hoạt động của các sự vật được nói tới ở trong chủ ngữ. Còn kiểu câu kể ai thế nào thì cho ta biết được cái đặc điểm, tính chất hoặc là trạng thái của sự vật được nói đến trong chủ ngữ. Còn câu kể ai là gì thì nhằm giới thiệu hoặc là nêu nhận định về mọi người, một vật nào đó. Còn về mặt cấu tạo thì cái kiểu câu ai là gì thường có từ là đứng đầu ở bộ phận vị ngữ. Như vậy thì các em sẽ trả lời như thế sau. Câu kể, kiểu câu kể ai là gì khác với các câu ai làm gì và ai thế nào ở các điểm như sau. Về mặt ý nghĩa thì khi câu kể ai làm gì cho ta thấy rõ những cái hoạt động của các sự vật được nói tới trong chủ ngữ. Kiểu câu kể ai thế nào cho ta biết được cái đặc điểm, tính chất hoặc là trạng thái của sự vật được nói tới trong chủ ngữ. Kiểu câu kể ai là gì lại nhằm giới thiệu hoặc là nêu cái nhận định về mọi người, một vật nào đó. Về cấu tạo thì trong kiểu câu ai là gì thường có từ là đứng đầu bộ phận vị ngữ. Rồi tiếp theo phần ghi nhớ 1. Câu kể ai là gì gồm hai bộ phận. Bộ phận thứ nhất là chủ ngữ trả lời câu hỏi ai cái gì con gì. Bộ phận thứ hai là vị ngữ trả lời cho câu hỏi là gì, là ai, là con gì. Hai, câu kể ai là gì được dùng để giới thiệu hoặc là nêu nhận định về một người, một vật nào đó. Rồi tiếp theo ba la mã luyện tập 1. Tìm câu kể ai là gì trong các câu dưới đây và nêu tác dụng của nó. A. Thì ra đó là một thứ máy cộng trừ mà Pascal đã đặt hết cái tình cảm của người con vào việc chế tạo. Đó chính là chiếc máy tính đầu tiên trên thế giới, tổ tiên của những chiếc máy tính điện tử hiện đại. Theo Lê Nguyễn Long, Lê Nguyên Long, Phạm Ngọc Toàn. B. Lịch. Lá là lịch của cây, cây lại là lịch đất, trăng lặn rồi trăng mọc là lịch của bầu trời. Bà tính nhẩm mẹ ơi, 10 ngón tay là lịch, con tới lớp tới trường, lịch lại là trang sách. Nguyễn Hưng Hải. C. Sầu riêng là loại trái quý của miền Nam, hương vị nó hết sức đặc biệt, mùi thơm đậm, bay rất xa, lâu tàn trong không khí. Mai Văn Tạo. Thì ở câu này, câu số 1 này là đề bài yêu cầu các em là tìm câu kể ai là gì trong những cái câu ở dưới đây và nêu tác dụng của nó. Thì các em sẽ tìm như thế nào? Tìm câu kể ai là gì, tức là các em sẽ tìm theo cái cấu trúc ai cái gì, con gì, cộng với là gì, là ai, là con gì. Thì ở đây những cái câu kể đó nhằm mục đích đó là nhận định hoặc là giới thiệu về một người, một vật nào đó. Thì chúng ta sẽ dựa vào cái phần cô vừa nói để mà tìm ra câu kể ai là gì.
Thì ở câu A, các em thấy ở câu A có hai câu. Đây có hai câu thì các em thấy ở đây hai câu đều là câu kể ai là gì. Thì ra đó cho đến là việc chế tạo thì các em thấy câu kể ai là gì ở này, ở câu này nó có tác dụng giới thiệu về một cái thứ máy tính, máy cộng trừ do ai chế ra, tức là do Pascal chế ra. Rồi tiếp theo cái câu tiếp theo đó chính là chiếc máy tính, tức là câu thứ hai. Thì các em thấy ở đây câu kể ai là gì thì cũng có cái tác dụng, đó là giới thiệu thêm về, thì câu này giới thiệu thêm về chiếc máy tính nói ở trên đây. Thì giới thiệu thêm về nó như thế nào, đó chính là chiếc máy tính đầu tiên trên thế giới, là tổ tiên của những chiếc máy tính điện tử hiện đại đó. Như vậy thì ở câu A này hai câu đều là hai câu kể. Rồi tiếp theo câu B, lá lịch là của cây, cây lại là lịch đất, trăng rồi, trăng là lịch của bầu trời, 10 ngón tay là lịch và lịch lại là trang sách. Thì các em thấy ở đây cái câu này, các câu lá là lịch của cây, cây lại là lịch đất, trăng là lịch tức là trăng là lịch của bầu trời, đó, trăng là lịch của bầu trời, rồi lịch lại là trang sách, 10 ngón tay là lịch ở đây, tức là đây là những cái câu kể. Thì những cái câu kể ở trên đây muốn nêu lên một cái nhận xét là mỗi sự vật có một cái thứ lịch riêng dùng để tính thời gian, tức là lá thì theo tính theo lịch của cây, thì cây tính theo là lịch đất, và trăng thì là lịch của bầu trời, 10 ngón tay là lịch, rồi lịch lại là trang sách, cô xin lỗi là trang sách. Thì cái câu này muốn nêu một cái nhận xét là mỗi sự vật đều có một thứ lịch riêng dùng để tính thời gian. Rồi tiếp theo câu C, thì câu C ở đây câu kể đó là sầu riêng là loại trái quý của miền Nam. Thì cái câu này nhằm mục đích, có cái mục đích đó là giới thiệu về cây sầu riêng, đó là đặc sản của miền nào, tức là đặc sản của miền Nam. Rồi như vậy thì các em sẽ trình bày câu số 3 này là mình là như sau. Ví dụ A thì có hai câu đều là câu kể ai là gì. Thì ra đó là vào việc chế tạo thì câu kể ai là gì này có tác dụng giới thiệu về một cái thứ máy, máy là gì, máy cộng trừ do ai chế ra, do Pascal. Đó chính là chiếc máy tính đầu tiên, máy tính điện tử hiện đại. Thì câu kể ai là gì này cũng có tác dụng giới thiệu thêm về chiếc máy tính trên, chiếc máy trên. Rồi tiếp theo câu B, những câu kể đó là lá là lịch của cây, cây lại là lịch đất, trăng là lịch của bầu trời, 10 ngón tay là lịch, lịch lại là trang sách. Thì các câu kể trên đây muốn nêu một cái nhận xét là mỗi sự vật có cái một thứ lịch riêng dùng để tính thời gian. Rồi tiếp theo câu C, câu kể là sầu riêng là loại trái quý của miền Nam. Thì câu này cũng có mục đích là giới thiệu về cây sầu riêng là đặc sản của miền nào, tức là đặc sản của miền Nam. Rồi tiếp theo câu số 2, dùng câu kể ai là gì giới thiệu về các bạn trong lớp em hoặc giới thiệu từng người trong ảnh chụp chùm gia đình em. Thì các em suy nghĩ rồi hoàn thành bài tập này. Thì ở đây cô có một cái ví dụ như sau, lời giới thiệu. Đây là ảnh chụp toàn bộ gia đình tôi. Người đàn ông đứng chính giữa là ba tôi, người ở bên cạnh ba tôi, về phía phải là mẹ tôi. Người đứng sát mẹ tôi là chị gái của tôi.
tôi là người đứng về phía trái của ba tôi. Thì đây là một cái đoạn giới thiệu về từng người trong ảnh chụp của gia đình em. Thì như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi môn tiếng Việt lớp 4. Thì sau khi xem xong, nếu các em thấy dễ hiểu thì hãy nhấn nút thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh thầy Liêm để được xem những video tiếp theo nhé. Cô chúc các em học tốt và cô chào tạm biệt các em.